Dạ, xin được kính chào quý và cô bác, cô chú anh chị, các bạn cùng trở lại kênh YouTube của em Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay em thực hiện tiếp tục một video về một cái cuộc tìm kiếm người thân giúp một anh ở bên Canada đó quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi em đã lên một cái video mà tìm anh Hồ Nô ở cái khu vực Bình Tân Cửa Bé và được kết nối với lại một gia đình nước mắm Tiến Dũng, có gặp được anh Hồ Xe và những cái thông tin mà hai bên đã được nói chuyện với nhau thì hầu như là không có trùng khớp và không chính xác thôi quý vị. Và cũng rất vui khi mà chính anh Hồ Xe đã cung cấp thêm cho em một cái thông tin rất là giá trị, đó là một gia đình khác cũng ở trong khu vực Cửa Bé này cũng mang tên là Hồ Nô, và anh Hồ Nô này là người Úc ở trong cái gia đình đang định cư tại Úc Châu. Thì mấy ảnh có chỉ em là hãy tìm đến nhà của ông Tròn, nhà của ông Rạng để mà hỏi thăm thì sẽ rõ hơn. Và hôm nay em sẽ thực hiện một video này, em sẽ tìm kiếm nhà của hai ông để mà tìm kiếm được anh Hồ Nô và những cái tên mà em cảm thấy rất là quen thuộc luôn. Có một người anh của anh Hồ Nô tên là Hồ Thung. Cái tên này thì em phải nói là rất là quen thuộc. Hình như em nhớ mang máng cũng là một người bà con ở trong gia đình phía vợ. Cho nên là em sẽ đi hỏi thăm những bà con ở đây. Rồi xin mời quý vị hãy cùng đi chung với em ạ. Dạ, kính thưa quý vị, em hiện tại là đi với ông anh họ. Ông anh họ của em, anh họ phía bên vợ thưa quý vị. Và đi bắt đầu là sẽ đi tìm nhà của ông Hồ Thung. Và có một cái sự phải nói là rất là trùng hợp và rất là ngẫu nhiên luôn thưa quý vị. Hình như có một cái duyên nào đó, tại vì nhà của ông Hồ Thung là phải nói là một người dượng bảy của phía vợ của em đó quý vị, là dì bảy của bà xã em, là vợ của ông Hồ Thung. Cho nên bây giờ là hầu như là cũng là bà con rồi, nên anh họ của em sẽ dẫn em tới nhà và hỏi thăm thử xem sao ạ. Nhà đây anh ha. Dạ, không biết có nghỉ trưa hay không. Dạ, xin chào ạ. Dạ, chào cô. Cô ơi, cô cho con hỏi thăm xíu không cô? Dạ. Mấy đây nó ồn quá. Con hỏi thăm thông tin của ông Hồ Nô ạ. Dạ. Có một người bạn của anh Hồ Nô ngày xưa là tị nạn sinh ở Palawan, Philippines á. Thì từ năm 85 đến 87, khoảng thời gian đó là mấy ảnh chơi thân lắm, nhưng mà sau đó là cái anh này thì đi Canada. Còn hình như là anh Hồ Nô là đi Úc hay sao đó. Cho nên là bây giờ ảnh muốn tìm lại thông tin của anh Hồ Nô để mà liên lạc hỏi thăm tình hình hiện tại ra sao đó. Tại vì hầu như là cũng gần 40 năm rồi. Cái thằng đó ở Canada. Dạ, cái anh mà muốn tìm anh Hồ Nô á đang ở bên Canada. Anh đó tên là Đặng Minh Huệ. Đặng Minh Huệ. Chỉ có anh Nô là biết tên anh đó thôi. Tại hồi đó là tị nạn chung ở Philippines á. Tại vì nó dạ dạ con chào cô ha. Cho phép con giới thiệu trước đi cho dễ hình dung được câu chuyện. Câu chuyện là như thế này nè. Con làm YouTube, con có quay những cái đường xưa cảnh cũ ở Nha Trang đó, và cũng có đi tìm người giúp bà con xa xứ, cũng tìm được rất nhiều người rồi. Cho nên là có một anh ở bên Canada, ảnh muốn nhờ con là đi tìm người bạn thân của ảnh, là ngày xưa họ là đôi bạn thân kết bạn với nhau tại Palawan, Philippines, từ khoảng năm 85, 86, 87 gì đó là kết bạn thân tại nơi đó. Rồi sau đó là anh này ảnh được đi định cư ở Canada. Còn ảnh được biết thông tin là anh Hồ Nô được định cư ở bên Úc Châu. Rồi từ khoảng thời gian đó cho nên là mất liên lạc luôn. Và bây giờ là con cũng có hỏi thăm trước một cái thông tin là con tìm ông Hồ Nô, nhưng mà người ta chỉ qua cái chỗ nước mắm Tiến Dũng á,
cũng có một chú tên là chú Hồ No, cũng có một người em là chú Hồ Xe đó, thì cũng tị nạn ở Palawan, Philippines luôn. Nhưng mà kiểm tra thông tin đối chiếu với nhau thì không có trùng khớp. Và cũng là cái anh Hồ Xe này bên Canada, ảnh mới chỉ ngược lại cho con là về tìm nhà của ông Rạng hoặc là tìm nhà của ông Tròn để mà hỏi thăm thêm cái tình hình về ông Hồ No. Cái anh Hồ No là anh Hồ Xe này ở một gia đình khác cũng có người anh tên là Hồ No, nhưng mà anh Hồ Xe này lại biết rõ thông tin về anh Hồ No ở gia đình của mình. Anh Hồ No nè, anh Hồ Cư nè, anh Hồ Thung nè, và đặc biệt là ông Hồ Thung là dựng bẫy ở nhà luôn. Nó một cái trùng hợp đó, nó rất là ngẫu nhiên luôn. Cho nên bây giờ con muốn là tìm cái thông tin của anh Hồ No để mà gửi qua cho anh ở bên Canada đó. Nếu mà xét về tuổi thì anh Hồ No năm nay khoảng chừng 60 đến 62 tuổi phải không ạ? Tuổi Sửu. Dạ. Bây giờ thì cô chuẩn bị gọi cho anh Hồ No bên Úc luôn ạ? Chờ bây giờ biết nói sao? Dạ dạ, nếu mà thuận tiện được thì gọi giúp con rất cảm ơn. Giúp nó, con chỉ có biết mặn biết thôi. Dạ. Cho phép con kẹp này vô quà không? Tao có biết gì đâu mà kẹp tao. Dạ kính thưa quý vị, nhân tiện đây em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến với lại gia đình của anh Hồ Xe. Anh đã cung cấp thêm thông tin khi mà anh được liên lạc bởi anh Đặng Minh Huệ ở bên Canada, và hai người liên lạc với nhau đối chiếu thông tin thì không có trùng khớp. Nhưng mà anh Hồ Xe lại biết rất rõ về gia đình của một người anh tên là Hồ No, rất là rõ luôn. Cho nên là chỉ em vô trong đây. Và em cũng đặc biệt xin cảm ơn anh Thảo Lê, là một khán giả có coi video phía trước đó và cũng hướng dẫn chỉ em tìm tới nhà của ông Hồ Thung, Hồ Cư. Và rất là ngẫu nhiên, rất là trùng hợp, mà em thấy cảm rất là có một cái duyên, đó là ông Hồ Thung là ông dựng bẫy ở nhà của phía bên vợ. Dạ. Hiện tại thì cô đang gọi điện cho anh Hồ No ở bên Australia. Nó giờ nó không có đi làm, sẽ đi làm. Dạ. Ai rồi, cảm ơn anh. Dạ. Bên Úc thì hơn bên mình khoảng 4-5 tiếng vậy đó. Cho nên bây giờ chắc là cũng tầm khoảng 5-6 giờ chiều rồi. Mấy giờ? Bây giờ mình là 2 giờ rưỡi, 3 giờ kém. Có, 5 giờ mấy đi làm. Dạ. Tức là bây giờ con xin phép cô là cho con xin cái số điện thoại của anh No đây được không ạ? Đó, gọi bằng Viber. Viber, dạ Viber thì mừng quá. Bây giờ Viber cũng phổ biến cho nên là ai cũng có thể gọi được. Viber có số không? Cô đang gọi bằng Viber hay là bằng... Viber. Dạ. Đây này, em. Dạ đâu ạ? Tao kiếm rồi, tao không thấy. Dạ, cho con phép con chụp hình lại. Con lấy không gọi cho cô biết rồi. Dạ, con gửi cô. Cho phép con hỏi thăm thêm về gia đình của mình đó cô. Là khoảng năm 85 đến 86, 87 là gia đình của mình là cũng đi nhiều lắm ha cô ha? 86. Lúc đó là đi bao nhiêu người trong gia đình cô ha? Chiếc ghe ha? Đi ghe à? Dạ thì bao nhiêu người trong gia đình mình cùng đi trên cái chuyến đó? Gia đình thì đi cái ông Thung này nè, với là thằng No, với ở nhà đứa con, với là cháu, còn Thơm, Mía, nhiều lắm. À dạ, rồi đều qua được an toàn qua Philippines cô ha? Dạ, vậy rất là mừng. Một cái nữa là khi mà ở bên Philippines á, là bao lâu thì mình mới được đi định cư qua bên nước Úc à? Nước Úc hả? Cô đâu biết đâu. Cái lúc đó định cư để cái ông Dương Bảy mày đi trước. Dạ. Dương Bảy đi trước. Đi trước xong mấy cái người đây thì đi sau, tái cư sau. Dạ. Đó, như có người lãnh á, hai về chồng để đi trước. Rồi xong rồi mấy đứa em đó, No đó, anh Bảy đâu nữa. Dạ. Xong rồi ông Thinh á, để đi sau. Đi sau cũng năm nhiêu á, biết.
lúc đó cũng đi trong tém sáu luôn. Dạ. Cái anh mà bên Canada đó, ảnh cung cấp cho con một cái thông tin, đó là anh Hồ Nô này tuổi còn chừng, nếu mà xét về tuổi là cũng bằng với ảnh đó, 60 đến 62 tuổi. Cô biết thằng Mận á, nó máu gì hồi Tết rồi. À. Nó tại vì nó đi ghi nhè. Dạ. Ghi nhè á là nó qua Canada, định cư ở Canada. Dạ. Đó. Rồi đó, định cư ở Canada xong nó mới sau này nó mới lãnh vợ con nó quê. Dạ. Đề ra cho thằng Mận tao chứ không có ai đi trong ghi này mà biết nó đó. Không, cái anh này có thể là ảnh đi một cái chuyến khác. Thì anh này là ở ngay trung tâm Nha Trang đó. Ở trung tâm thành phố Nha Trang đó, thì cái năm đó là anh cũng đi rồi hai bên gặp nhau ở Palawan, Philippines đó, thì lúc đó là mới kết thân với nhau. Dạ, thì cho nên là họ thân với nhau từ đó rồi mất liên lạc. Dạ, bây giờ thì rất tiếc là không có gọi được ha. Bây giờ thì cho con xác nhận lại một cái thông tin để chốt lại trong câu chuyện ngày hôm nay á, là nhờ cô là xác minh giùm con là anh Hồ Nô bây giờ là tuổi tầm bao nhiêu tuổi ạ? Con tuổi xỉu. Tuổi xỉu à. Tuổi xỉu ha. Tuổi xỉu nhiêu rồi đến? Trời ơi, trời ơi. À, tuổi xỉu nếu mà tuổi tí là hơn, à? Hơn con một giáp là 40, 52, 60, 61, 62 vậy đó. Đúng rồi đó. Lần giáp. Dạ, 60, 61 vậy đó là trong khoảng đó. Rồi ngày xưa là đi vượt biển rồi ở tị nạn Palawan, Philippines đúng không ạ? Nghe ở Philippines là cho chị cô không biết đâu. Dạ, rồi ảnh và các anh em là đi Úc là năm 86 hay 87 vậy đó đúng không ạ? 86. Dạ, năm 86. Dạ. Đi trong năm đó luôn. Dạ, sao? Như vậy là con cô nghĩ là hầu như đúng 100% rồi đó. Tại vì cái anh bên Canada ảnh nói là khu vực Bình Tân, Cửa Bé là chỉ có khu với mình thôi. Cửa Bé này. Dạ dạ. Còn Bình Tân á thì nó đâu có ơn tận. Tại vì khu Bình Tân Cửa Bé ngày xưa mà nếu mà đi á là chắc là tập trung chỗ mẻ ông Sừng á. Nó đi gì anh nhỉ, đi soi. Dạ. Đi soi chứ không phải là đi biển. Đi soi á xong sẵn đã đi luôn. À vậy đó. Lộ xong đi luôn. Dạ. Đó, lộ ra bãi á, lộ sẽ đi luôn. Dạ. Đi luôn mà đâu có dầu mà đi đâu. Đi bị lộ á. Em có dầu đi. Dạ dạ được rồi cô. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, em rất vui khi mà được một cái thông tin rất là quý giá, rất là giá trị từ khi cái video trước em đăng lên, là cũng kết nối được anh Hồ Xe ở gia đình nước mắm Tiến Dũng, một hãng nước mắm cũng nổi tiếng tại khu vực Cửa Bé và ở Nha Trang của mình. Thì anh Hồ Xe có cung cấp ngược lại thông tin cho cái anh Đặng Minh Huệ ở bên Canada. Và anh Đặng Minh Huệ cũng liên lạc ngược với em là hãy tìm đến gia đình của ông Tròn, ông Rạng. Thì theo thông tin được cung cấp thêm từ anh Thảo Lê, cũng là một người ở khu vực Bình Tân, Cửa Bé, thì ảnh cũng đang định cư ở bên Mỹ, cũng có cho em thêm cái thông tin đó. Và em tìm tới nơi này. Em thật sự là cũng ít biết những bà con ở đây lắm thưa quý vị. Và có một cái sự trùng hợp rất là thú vị là biết được ông Dượng Thung, rồi nhờ một anh họ dẫn qua nhà chứ em cũng không có rành ở đây. Và em xin kết luận lại là hầu như 99,9% là đã tìm được anh Hồ Nô giúp cho anh Đặng Minh Huệ ở bên Canada. Đến đây em xin cảm ơn anh Thảo Lê, cảm ơn anh Hồ Xe và cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi cho cái cuộc hành trình tìm người này. Con cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, chúc cô thật nhiều sức khỏe. Dạ, dạ con xin phép cô ha. Dạ. Cái gì chiều mà anh Hồ Nô có liên lạc lại á thì phiền cô giải thích rõ giúp ảnh. Rồi sẽ có một cái người bên Canada gọi điện qua cho ảnh ha. Dạ, dạ rồi con cảm ơn cô. Dạ con xin chào. Dạ. Em đang đi trong một cái ngõ hẻm mà ở khu vực đây. Khu vực Trường Sơn. Con chào cô. Cô ơi cho con hỏi thăm nhà của ông Tròn ở đâu ạ? Nhà ông Tròn hả? Dạ. Ở đâu cô ạ? Cái nhà lầu nữa. Cái nhà cái cờ đi thẳng xuống hỏi. À nhà góc đó ạ? À nhà góc đi thẳng qua bên đây nè. Dạ rồi con cảm ơn cô.
Dạ dạ. Cho cảm ơn con. Dạ, theo sự chỉ dẫn là đi theo cái ngã này nè thưa quý vị. Nhà ông Tròn. Em xin phép nếu em lỡ có phạm húy khi mà nêu những cái tên ở đây. Em xin phép quý vị nếu là những người bà con của gia đình, em thật sự xin lỗi vì đã làm phiền khi gọi những cái tên này. Tại vì trong cái cuộc tìm người đó quý vị, khi mà mình nói đúng cái tên thì nó sẽ rất là dễ dàng cho cái công cuộc đi tìm người. Trong đây cũng là một cái những hẻm mang tên Phạm Thị Bắc. Nhiều ngõ hẻm lắm quý vị. Ngõ đây có thể thông được ra hướng biển. Nếu như mà tìm thông tin về những cụ ông bây giờ mà không xác định được thì em sẽ quay về lại khu chỗ nhà phía bà xã em để hỏi thăm. Chào cô ạ. À. Cô ơi cho con hỏi thăm nhà ông Tròn ạ. Nhà Tròn đó. Chỗ nào ạ? Từ đó chạy qua đây ạ. Chỗ cửa thì đó đó. Dạ dạ rồi con cảm ơn cô. Dạ dạ. Nhà Tròn nhà bự lỗ. Dạ. Vào hướng đó có tiếng nhạc quý vị. Có thể là bị bản quyền cho nên em xin phép hỏi thăm thêm từ cô đây. Dạ con chào cô. Cô có biết gì về cái những cái anh mà tên là Hồ Nô không ạ? À? Hồ Nô hả? Dạ. Hồ Nô phải tiếp. Tiếp. Anh hỏi về Hồ Nô cả. Hồ Nô thì hỏi về hỏi đi lại là quen. Dạ. Hồ Nô, Hồ Nô. À, hỏi thăm chị đây luôn hả? À? Dạ, dạ rồi cảm ơn ạ. À. Dạ cảm ơn cô. Chào chị. À, cho em hỏi thăm về anh Hồ Nô, anh Hồ Cư rồi đó. Hồ Cư là bên kia. Dạ nhưng mà anh Hồ Nô cũng là gia đình của mình luôn ạ. À. À, anh Hồ Nô hiện tại đang định cư bên Úc đúng không ạ? À đúng rồi. Dạ. Em giới thiệu với chị, em làm YouTube á. Em quay những cái cảnh đường xưa, cảnh cũ. Thì có một anh, ảnh ở bên Canada. Ảnh là bạn rất thân của anh Hồ Nô. Là em á, ông Hồ Cư hả? Dạ không, cái anh này là ở bên Canada đó, thì anh cũng là người dân Nha Trang luôn, là kết thân với anh Hồ Nô từ bên Palawan, Philippines, chỗ cái khu tị nạn đó, thì anh này thì được định cư bên Canada, còn anh Hồ Nô hình như là định cư bên Úc Châu, cho nên là anh nhờ em đi tìm kiếm thông tin, tại vì năm đó anh chỉ biết là anh Hồ Nô ở khu vực Bình Tân Cửa Bé thôi, thì em cũng có hỏi thăm một video trước. Là tìm đến nhà của chú Hồ Nô mà nước mắm Tiến Dũng á. À. Dạ thì cũng có tên là Hồ Nô nhưng mà chú đó lớn tuổi là không phải. Cho nên là anh Hồ Nô tuổi từ tầm 60 đến 62 thôi. À có sáu mấy tuổi á. Dạ là tuổi Sửu đúng không? Cũng không biết nữa. Tại hồi nãy em có qua bên nhà của em kêu bằng Dượng Bảy đó, tức là ông Dượng Thung á. Ông Dượng Thung hả? Ông Dượng Thung là sao? Ông Dượng Bảy ở đâu? Là ông Hồ Thung á. Ông Hồ Thung là một Hồ Thung là ở dưới kia ông. Dạ dạ. Thì là em là phía bà xã em ở dưới đây nè. Nhà nước mắm Nam Tự á là phía bà con dưới nước mắm Nam Tự á. Đây chồng cũng biết em. Dạ đúng rồi, chồng biết nghe nè. Biết nghe là ai? Nhà đến hả? Chồng có biết em là à biết nghe con số hả? Dạ đúng rồi, dạ. Cho nên là kêu ông Hồ Thung là Dượng Bảy á. À đúng. Dạ. Bây giờ em muốn tìm thông tin của anh Hồ Nô á thì không biết là nhà mình có thông tin gì về ảnh không ạ? Không, thằng giờ không biết, không liên lạc. Nhưng mà là bà con ở nhà luôn. À ổng làm chú ruột. À chú ruột ở nhà. À, chú ruột ở nhà mà hồi giờ ổng có nói chuyện, ổng có điện. Dạ dạ. Dạ rồi cảm ơn chị rất nhiều ha. Hôm nay tại vì em muốn xác nhận lại cái thông tin á. Hồi nãy em có qua nhà của Dượng Bảy rồi, cũng tìm thông tin hầu như là đúng 99%. Nhưng mà em vẫn muốn là đi xác minh lại để bà con ở bên nước ngoài đó có thể coi nhiều hơn về video ở khu vực Cửa Bé mình. Dạ em cảm ơn chị ha. Dạ còn nhà của ông Tròn là ở đâu, chị có thể chị giúp em được không? Đây là kêu bà con Chín này. À dạ em xin phép gia đình, tại vì em nêu cái tên á, nếu mà phạm húy thì em xin lỗi trước ạ. Bà Chín, bà
mở nhạc quá bỏ nghe. Dạ nhà này thưa quý vị. Nhà đây là nhà nắp tròn. Dạ. Còn cho em hỏi là nhà của ông Rạng là ai ạ? Nhà ông Rạng là nhà ông nợ ở dưới kia kìa. À dạ dạ. Còn đây là ông nợ năm. À dạ. Cái kia là ông nợ B là ông nợ ruột, còn đây ông nợ thứ năm là ông nợ nợ thứ. Dạ, vậy là gia đình không ha? Gia đình. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ. Họ bé mở ấy ở ở bên đây nè. Bên đây dạ. Nhà ông chú B bên đây nè. Dạ dạ. À chứ còn đây bé mở nhà mới đi. Nhà dạ chị dẫn đường cho em luôn, em cảm ơn chị. Nhà cổng màu vàng đây. Nhà cổng màu vàng đó là con năm tròn á. Dạ 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 rồi, cảm ơn chị. Dạ. Dạ con chào bác ạ. Con chào chú. Chú ơi cho con hỏi thăm gia đình mình có bà con với lại của anh Hồ Nô hay là anh Hồ Thung không ạ? Dạ. Cho phép con vô nhà hỏi thăm tí xíu được không ạ? Dạ con cảm ơn. Hồ Nô, Hồ Thung á. Dạ. Quay lại vậy rồi. Dạ mời bác qua bên đây đứng cho nó mát. Dạ. Bác cầm giùm con cái này, khi nào nói thì đưa lên gần gần á. À, con giới thiệu với bác, con là đang thực hiện một cuộc tìm kiếm người thân. Là một người bạn rất thân của anh Hồ Nô. Là ngày xưa là tị nạn chung ở Palawan, Philippines á. Thì từ năm 85 hay đến 87 gì đó. Thì anh này là được định cư ở bên Canada. Còn theo thông tin là anh Hồ Nô định cư ở bên Úc Châu. Rồi từ đó là mất liên lạc luôn, bây giờ là tầm 40 năm rồi. Cho nên là anh đó là thông qua cái kênh YouTube của con là hay quay những cái đường xưa cảnh cũ ở Nha Trang, là được bà con đón nhận rất là nồng hậu và để lại một cái sự yêu thương rất là lớn, cho nên là muốn nhờ con đi tìm kiếm và thông tin của anh Hồ Nô. Dạ hồi nãy con có qua bên cái khu vực nhà của chú Hồ Thung á. Dạ Hồ Thung là nếu mà xét về vai vế là con kêu bằng Dương Bảy đó. Dương Bảy. Dạ. Rỡ của bà Hiệp nhà Quanh á, bà nhà Quanh á. À, Hiệp á, Hiệp á. Dạ. À. Thì hôm nay là con muốn qua bên đây, con cũng đã xác định được cái thông tin từ nhà của phía ông Dượng Bảy là Dượng Hồ Thung á. Thì bây giờ con muốn qua bên đây, con hỏi thăm thêm thông tin là xác nhận lại giùm con là có đúng hay không. Rồi để con quay thêm hình ảnh để bà con bên đó coi cho đỡ nhớ nhà luôn. À. Dạ. Vậy là con mời bác xác nhận lại thông tin giùm con là gia đình mình có anh Hồ Nô ạ. À. Hồ Nô. Dạ. Hồ tuổi Hồ... tuổi tầm bao nhiêu tuổi ạ? À? Nay tôi tuổi này hả? Dạ anh Hồ Nô á. Ông Hồ Nô á là sáu mấy tuổi á. Sáu mấy phải không? Khoảng từ 60 đến 62 thôi đúng không ạ? Sáu mấy à? Dạ. Hôm nay tình hình sức khỏe bác ổn không? À, ổn rồi. Dạ. À, con cảm ơn bác rất nhiều ha. Dạ khi cho con thêm cái thông tin này. Dạ chúc bác nhiều sức khỏe. Bên đây là ai nữa ạ? Anh ruột. Anh ruột của bác. Anh ruột Hồ Nô. À anh ruột của anh Hồ Nô. À, Hồ Nô Hồ Thung. Dạ dạ. Dạ rồi con cảm ơn bác. Dạ. Bên này nữa thưa quý vị. Dạ con chào ông ạ. Dạ. Ông ơi, cho con hỏi thăm với, ông là người thân của gia đình mà có tên là chú Hồ Nô, Hồ Thung gì đúng không ạ? À, dạ. Dạ, con xin phép ông con á, là làm YouTube á, con đi quay những đường xưa cảnh cũ, thì con đang tìm kiếm một người, đó là người bạn thân của một anh bên Canada đó, thì anh này đang tìm kiếm anh Hồ Nô. À. Anh Hồ Nô có phải là gia đình của mình không ạ? Dạ, nếu mà xét về tuổi thì ảnh chừng 60 đến 62 tuổi. Dạ, ảnh đang định cư bên Úc Châu đúng không ạ? Dạ. Vậy là đúng rồi ha. À, ông là cái anh ruột là anh hai hả? À? Anh ba. Dạ. Dạ, hôm nay thì tại vì con cũng xác định được thông tin về anh Hồ Nô là phía gia đình của những người mà con đã gặp trong video này đó.
Thì nhân tiện đây con muốn gặp gỡ thêm những người anh, những người bà con của gia đình luôn để hỏi thăm sức khỏe, và một phần nữa là lên video để cho những người bà con bên xa xứ coi để đỡ nhớ nhà đó. Dạ. Con giờ không biết con kêu bằng bác ha. Con chúc bác thật nhiều sức khỏe. Dạ. Đây là bác gái hả? Dạ. Dạ, con chúc hai bác thật nhiều sức khỏe ạ. Kìa, dạ, chị đó con gặp rồi. Dạ. Chị đó nhiệt tình lắm, dẫn con đi. Dạ. Gỡ lời ra thằng em bên đó, nô không khinh rồi gì bên đó, khỏe mạnh làm ăn vậy thôi à. Dạ, dạ. Tại vì con muốn gặp hai bác á, để con xác định lại thông tin, là hầu như cái thông tin con đã kiếm đúng 99%. Bây giờ con muốn xác định luôn là 100% là đã tìm được đúng người. Dạ. Con rất vui trong ngày hôm nay được gặp hai bác. Dạ, dạ con xin phép, chúc hai bác thật nhiều sức khỏe ạ. À. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay thật sự phải nói là rất là vui khi mà tìm kiếm được đúng cái thông tin chính xác 100%. Em muốn tìm người là phải tìm thật sự chính xác, để một cái sự mà phải nói nó thiêng liêng từ tình bạn năm xưa mà họ kết nối lại với nhau, được gặp nhau. Và hôm nay em xin phép gửi đến anh Đặng Minh Huệ ở bên Canada một thông tin là em đã tìm được đúng 100% thông tin của anh Hồ Nô. Và hôm nay em thật sự xin phép được nói lời cảm ơn sâu sắc đối với anh Hồ Xê và gia đình đã cung cấp cho em thông tin rất là giá trị để mà em tìm được chính xác. Và đặc biệt là cảm ơn anh Thảo Lê, cũng là một khán giả trên video, nhờ sự bình luận của anh em đã tìm đến được chính xác ở gia đình của những người họ Hồ. Và hôm nay em thật sự cảm ơn rất nhiều quý vị khán giả đã luôn đồng hành với em, cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Em xin cảm ơn thật nhiều ạ. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt. Trân trọng.